là cái năm Tân Sửu, bước qua cái năm Nhâm Dần. Rồi bây giờ cái năm Dần đó thì thường thường là có anh em như là người ta cũng có bàn rất nhiều là trong cái sắp tới đó hay là có những cái chuyện này cái chuyện kia cái như là xảy ra sao sao đó. Nhưng mà thật sự tôi nói chư đồng đạo của mình đó, đây là mình bàn theo cái quan niệm của mình, nghe đồng đạo nghĩa và đồng đạo bảo. Chứ thật sự trong giáo lý của Đức Thầy thì Đức Thầy vốn dĩ cho mình biết đó là máy âm dương mỗi phút là mỗi thai, chứ không nói qua tháng năm như thế nào chứ. Biết đâu coi như là hôm nay như vậy, còn ngày mai coi như là nó khác rồi. Hay quá ha. Còn ngày mai nó khác rồi chứ đâu có phải coi như là Đợi nó mới cái bước qua năm mới đâu. Rồi những cái chuyện mà biến chuyển á, là của Đức Thầy nói cho mình biết á, là khi nó đến rồi nó thình lình hết. Thình lình không, chứ không có phải là những cái Thình gì mình lình. đoán mà nó ra đâu. Thật sự không có ra. Đoán cũng không bao giờ biết trước được. Bây giờ Đức Thầy nói đây nè, tai trời nạn nước thình lình, không có ai biết được đâu, thấy không? Tai trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta, thì ở đây coi như là thình lình không, mình đâu biết được. Rồi là ông Thanh Sĩ ông lại nói nữa là chỉ trong một khắc thôi Địa cầu rung rinh. địa cầu rung rinh, ầm ầm sấm nổ liên thanh đá bay, cát chạy cũng thình lình không hay. Làm Làm sao sao mà con người mình sống giống như cái thời xưa mà ăn Tết được như vậy, nó con người mới được cái hạnh phúc, mới được cái an lạc, gọi là cái xuân nhiêu thính đó, gọi là xuân di lặc đó. Còn bây giờ coi như là trong thời kỳ bây giờ nó tiến bộ theo văn minh, văn này là văn thịt, văn xương, văn luân bác ái, tình thương đại đồng, rồi văn con, văn vợ, văn chồng, văn luân bác ái, mà văn lòng từ bi đó. Tất nhiên bây giờ văn minh ăn Tết riết coi như là không có kể gì đạo nghĩa linh thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm lễ kính Đức Thầy. Và kính thưa tất cả chư đồng đạo kính mến, nhân tiện tất cả đồng đạo cũng như quý vị trở về nơi đạo tràng của chúng tôi thăm viếng và đồng thời có ngồi lại để trao đổi qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Vừa rồi quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi cũng như sự trình bày và diễn ngâm của đồng đạo Thiện Nghĩa và đồng đạo Bảo qua bài Ngày Tết của Đức Thầy, hết sức là thâm thúy và ý nghĩa vô cùng. Thì quý vị đọc xong rồi cũng nêu lên cái đề tài để cho chúng tôi trình bày cùng với quý vị qua cái đề tài là Ngày Tết. Thì nguyên một cái bài của Ngày Tết thì nó rất là dài, mà thường khi đó thì chúng tôi trình bày nghi vấn á là chỉ có 4 câu thôi, hoặc giả là 2 câu. Nhưng mà ở đây thì đồng đạo nêu lên cho chúng tôi trình bày qua ý nghĩa cái ngày xuân, cũng như cái ngày Tết là năm nay là năm 2021 mà chuẩn bị bước sang qua năm 2022, tất nhiên là năm Dần. Năm nay là Tân Sửu, qua sang năm là năm Nhâm Dần, là cánh cửa lề của năm Tân Sửu là sắp khép lại. Bước qua cái năm Nhâm Dần là cái cửa của năm Nhâm Dần là sắp sửa mở để đón chào tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh để mà hưởng một mùa xuân. Thường khi người ta áp dụng cũng như dùng cái từ là nghinh xuân tiếp phúc, nghĩa là đón cái mùa xuân để tiếp lấy cái hạnh phúc. Nhưng mà nghinh xuân tiếp phúc, phúc là chi, phúc sau có đến trong 3 bữa, rồi phúc bụng gì cái phúc dở đi, hay là phúc nợ vốn thần du mỗi lúc đáo lai là mỗi tốn xu, ổng sợ ở lâu rồi nghèo thiếu, thôi hẹn chờ năm tới đúng kỳ chu, thôi 360 ngày trở lại gặp lần nữa. Mà mỗi một lần như là gặp như vậy đó thì con người của chúng ta đó mới tảo tần lo liệu băn khoăn đủ thứ để chuẩn bị cho cái ngày Tết. Cho nên trong cái bài Ngày Tết thì Đức Thầy cũng có nói trong cái đoạn sau đó: thằng bằng công nợ chạy bôn ba, hẹn mai hẹn mốt chờ khai hạ, rồi con đòi áo tốt có chàng ta. Rồi cũng trong cái bài Ngày Tết này Đức Thầy mới nói: ai dè xuân ấy là xuân gượng, của buổi loạn ly gợi thảm sầu. Xuân này là xuân gượng thôi, chứ không có cái mùa xuân nào mà con người chúng ta được hạnh phúc. Vì vậy cho nên á, là đồng đạo mới nêu lên ý nghĩa trong cái ngày Tết này có ra sao. Thưa chư quý vị, thì tuần tự là ở đây là cái tập quán, là cái tục lệ, là của tổ tiên
truyền lại là từ xưa tới giờ, nó rất lâu. Mà trong cái đoạn đầu á, thì ngày Tết Đức Thầy cũng có nói là tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước ao xuân mới bằng xuân cũ, có thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. Là tổ tiên truyền lại ông bà của mình, tổ tiên của mình truyền lại là mấy ngàn đời rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà truyền lại mấy ngàn đời, nhưng mà Đức Thầy đã hỏi lại, hỏi cho tất cả các chúng sinh, tất cả các tín đồ, qua một câu hỏi của Đức Thầy, không có ai để mà đáp được. Nhưng mà bây giờ tất cả bao nhiêu người khác hỏi Thầy, Thầy đều đáp hết qua ý nghĩa, coi như là trong cái ý muốn của mình muốn hỏi cái gì. Cho nên Đức Thầy mới đặt lên một câu hỏi là nhắn nhủ khắp nơi, hỏi một bài: ba ngày xuân nhật ở nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bày. Cho nên nhắn nhủ khắp nơi, hỏi một bài, có nghĩa là khắp cả các nơi, bất cứ là ai trả lời được thì cứ trả. Ba ngày xuân nhật bởi nơi ai, là ba ngày này là do nơi ai tạo ra, ai tạo ra mà có ba cái ngày xuân nhật này. Nhưng mà ba ngày xuân nhật á, là có coi như là lịch sử và có coi như là chuyện đâu đó rõ ràng. Nhưng mà cái câu đặt lên vấn đề rất sâu sắc, rất nặng nề, mà Đức Thầy hỏi là rượu trà cờ bạc ôi phung phí, là những cái này nè, chẳng biết lễ xưa của ai bài. Ông Phật mà ông còn đặt lên câu hỏi là không biết luôn, không biết cái lệ này là của ai bài, ai mà tạo ra. Cho nên cái lệ coi như là rượu trà cờ bạc phung phí này đó, mà nó tạo ra trong cái ngày Tết, cho nên con người mình phải bị khổ. Cho nên đánh bài cờ bạc đá gà vân vân, tất cả những cái tập tục này mà nó áp lực cho con người ăn chơi đó, làm cho con người có như là càng ngày nó càng khổ tới luôn. Qua một cái ngày, ba ngày Tết rồi đấy, hắn là sơ vô những khổ sở đó. Cho nên Đức Thầy mới nói qua câu này đó là ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn rất thảnh thơi. Cho nên ước ao xuân mới bằng xuân cũ là cái xuân cũ nó có hai phần. Nếu mà nói cái xuân cũ mà xa xưa đấy hen, là cái xuân thời kỳ của Nghiêu Thuấn. Thời kỳ đó là người ta để cái bản thường thường cho bản thân thiên có bốn chữ nho đó, là nghinh xuân tiếp phúc, tất nhiên là đón mùa xuân để tiếp lấy hạnh phúc. Cho nên là khi cái mùa xuân đến rồi đó, là những người xưa người ta mới ăn chay nằm đất, mới cầu nguyện. Và trong đó có một cái bốn chữ hàng dài xuống nữa, đó là thiên quang tứ phước. Thường thường quý vị thấy có để mấy chữ đó không? Một hàng ngang là nghinh xuân tiếp phúc, một cái hàng dọc xuống đó là bốn chữ, đó là thiên quang tứ phước. Mà thiên quang tứ phước, thiên đây không phải là thiên trời, mà thiên đấy là hồi xưa đó là thiên tử, tất nhiên là ông vua đi. Quan tất nhiên là những cái người quan đi theo ông vua. Vậy thì còn chữ tứ phước đó, tứ đó là cho, mà phước tất nhiên là tốt lành. Là ông vua, ông khi mà ông đi đó hen, di hành tới đâu đó hen, là cái người dân đặt cái bàn hương án và cầu nguyện đó, thì được vua ban cho những cái phước tốt. Cho nên đó là người ta hồi xưa đó, người ta có đến cái ngày mà Tết rồi đó, thì ai cũng vẫn biết coi như là lo cái bổn phận của mình, là ăn chay cầu nguyện Phật trời ban bố phước lành cho dân chúng. Thì đó là hồi xưa là ăn Tết như vậy đó, chứ không phải như vậy. Mà cho nên trong khi đó Đức Thầy mới nói qua cái câu này, ước ao xuân mới. Xuân mới sau này đó là bằng xuân cũ đó, tất nhiên là bằng cái xuân hồi xưa. Làm sao mà con người mình sống giống như cái thời xưa mà ăn Tết được như vậy, là con người mới được cái hạnh phúc, mới được cái an lạc, gọi là cái xuân Nghiêu Thuấn đó, gọi là xuân Di Lặc đó. Còn bây giờ coi như là trong thời kỳ bây giờ nó tiến bộ theo văn minh, văn này là văn thịt, văn xương, văn luân bác ái, tình thương đại đồng. Và văn con, văn vợ, văn chồng, văn luân bác ái, mà văn lòng từ bi đi. Tất nhiên bây giờ văn minh ăn Tết riết coi như là không có kể gì đạo nghĩa linh thường vậy. Cho nên nó bị mất mát như vậy, là cho nên Đức Thầy mới ước. Ước ao xuân mới bằng xuân cũ, có nghĩa là bằng được coi như là cái mùa xuân hồi xưa mà con người mình được tạo. Theo như mấy đệ mình nghĩ đó, trong thời gian hồi xưa đó, cái xuân con người mình nó vui lắm. Coi như là con người mình nó ngây thơ, và trong cái đó mộc mạc đó, ăn một cái Tết xong rồi để con người mình hết sức là thoải mái, hết sức như là vui vẻ vô cùng. Chứ không phải như trong hiện tình bây giờ. Đó là ước ao xuân mới bằng xuân cũ. Tất nhiên là cái xuân thời kỳ của Nghiêu Thuấn, thời kỳ coi như là Tam Hoàng và Ngũ Đế.
mà sau này là hưởng cái mùa xuân đó hen. Thì Đức Thầy cho biết đó, này hỡi chúa xuân ta gắng chờ, là chúa xuân là chúa xuân sau này đó, này hỡi chúa xuân ta gắng chờ, khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ, pháo tan sát pháo rền răng nhĩ, khói bốc đường mây án mịt mờ, là ngay trong cái giai đoạn này. Cho nên cái chúa xuân sau này chúng ta được tận hưởng, đó là cảnh vật khoe màu đua sắc tươi, cành hoa hé nở tợ như cười. Rồi sao nữa, xuân về cảnh đẹp càng thêm lạ, giám hổ đông hoàng tuổi mấy mươi. Đông hoàng tất nhiên cũng gọi là xuân hoàng, mà cũng gọi là chúa xuân. Tất nhiên là cái mùa xuân coi như là đứng đầu trong bốn mùa, mà sau này coi như là mùa xuân con người mình sẽ hưởng được cái cảnh mùa xuân nó rất an lạc. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta trong hiện tình bây giờ, trong cái bối cảnh này, thì chúng ta chiêm nghiệm lại hồi năm trước ăn Tết không bằng năm rồi. Năm rồi ăn Tết thì còn đỡ hơn năm nay, mà nếu năm nay ăn Tết coi vậy nó cũng còn đỡ, coi chừng qua sang năm còn tệ hơn nữa. Cho nên ước ao xuân mới bằng xuân cũ, bây giờ nó gần. Thì có thể nói là năm nay ăn Tết mong làm sao bằng được năm rồi. Cũng như năm rồi mà mong làm sao ăn Tết được giống như là có năm trước. Rồi khi ăn Tết năm nay xong rồi, năm nay ăn Tết được bình yên như thế này, mình cũng mong làm sao qua sang năm ăn Tết được như năm nay. Ước ao xuân mới bằng xuân cũ. Mà nó không có được. Mỗi năm là thay đổi, mỗi năm thay đổi. Chính chỗ đó mà Đức Thầy nói là ai mà biết đặng ngày mai. Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Hôm nay yên tĩnh như gì, ăn Tết được như vậy, không biết coi như là qua sang năm như thế nào. Cho nên đây là cái câu nói của Đức Thầy, vừa coi như là ước mong coi như là trong cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này, mong làm sao trở lại giống như là cái mùa xuân trong thời kỳ thượng, là một ý. Một ý thứ hai là mong ước làm sao mỗi năm càng ngày càng xuống giang hà nhật dạ, gia nhân gia trượt. Có nghĩa là cái sông giang hà càng ngày coi như là càng xuống, mà càng xuống là nước coi như là càng đục. Cho nên con người mình cũng vậy, vào thời kỳ hạ quân mạt pháp càng ngày càng xuống dần, con người nó coi như là càng tệ. Thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, con người hết sức như là tốt đẹp. Đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu ăn vui chứ chẳng khổ sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình là nhỏ lần xuống cho đến hiện tình, loài người quá xấu mà địa hình quá dơ. Cho nên con người mình coi như là càng ngày nó càng xuống. Ví dụ như trong bốn mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, bước qua cái mùa xuân tất nhiên là cái mùa đó tốt đẹp, bước qua mùa hạ tất nhiên là nóng nực, bước qua mùa thu tất nhiên là cái mùa oi bức, bước qua mùa đông tất nhiên là lạnh buốt. Mỗi một mùa thay đổi càng coi như là xuống chừng nào coi như là càng tệ chừng nấy. Cho nên mùa xuân thì đẹp, mà bước qua cái mùa xuân thì càng lạnh, mà khi mùa xuân nó càng lạnh rồi, mùa đông càng lạnh rồi, nó sẽ bước trở lại cái mùa xuân. Cũng như bây giờ trong thời kỳ á, là thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ, rồi trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ, rồi hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ, thì mình giờ coi như là bây giờ nó xuống cấp rồi, xuống tới thời kỳ hạ quân hạ rồi còn gì nữa, phải không? Thì hạ quân hạ này coi như là ăn Tết của năm, của mùa và của cái quân, thì ăn Tết của quân hạ này là cái quân hạ cuối cùng. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới ước làm sao để mà trở lại cái mùa xuân giống như coi như là có thời kỳ của thượng cổ. Vì vậy cho nên hồi xưa coi như là thời kỳ của thở xưa, thời buổi Thấn Nghiêu, thái bình thạnh trị, mến yêu kháng tình, chớ đâu đồ tháng sanh linh, bởi nay lỗi đạo kể kinh ngạo cười. Hai chỗ khác Đức Thầy nói là giống nồi thiệt cốt trồng tiên, mà nay lạc mất cương hiền nơi đâu. Cho nên là Đức Thầy mới ao ước như vậy, mong ước làm sao trở lại là cái mùa xuân giống như thời kỳ mà thượng cổ Thái Lan, để cho con người mình hưởng được cái cảnh an nhàn tự tại. Cho nên nếu như là cái người mà thời kỳ thượng cổ có mùa xuân đó, thì trong đó nó có hồi xưa nó cũng như là nó có hai mùa hả, chứ không phải như bây giờ là nó bốn mùa. Trong hai mùa mà hai mùa đó thay đổi, rồi trong hai đổi đó thì cái con người coi như là con người mình sống trong thời kỳ mà mùa xuân đó, con người hết sức là hạnh phúc, rất là an lạc, chứ không phải giống như thời kỳ bây giờ. Vậy thì bây giờ đó, giống như hồi sớm đó, có đồng đạo hỏi chứ bữa nay là cái ngày 23. Ngày 23
mà tại sao đưa ông Táo, rồi bây giờ đưa ông Táo mà lại rước ông Bà. Rồi đồng đạo mới hỏi đám giỗ ở xóm nhà của đồng đạo Mỹ. Rồi sẵn đó bắt đầu tôi mới trình bày luôn. Tôi nói bây giờ cái danh từ mà đưa ông Táo đó, tôi nói quý vị thôi giờ khỏi đưa, bây giờ đến cái thời kỳ bây giờ văn minh rồi, thôi giờ để cho ông có gian đi đi, khỏi đưa. Hỏi tại sao ông đưa? Tại vì bây giờ là năm nào cũng đưa ông Táo, năm nào cũng đưa ông Táo, như vậy thì Đức Thầy đã viết cái bài cho trao lời cùng ông Táo để chi? Để thức tỉnh cho mọi người, coi như là đã ảnh hưởng vấn đề cái ngày Tết này nè, nó quá nhiều đi, rồi mình không có hiểu được cái ngày Tết này như thế nào, rồi mà làm cho coi như là mê tín dị đoan, coi như là rất nhiều ảnh hưởng của cái người Tàu. 1050 năm đô hộ giặc Tàu, cho nên mọi việc gì coi như là vấn đề ngày Tết này đều do nơi Tàu thứ bài đặt ra, nên Đức Thầy mới viết cái bài trao lời cùng ông Táo để dặn dò. Cho nên Đức Thầy mới dặn dò đó là sải cả cười vuốt da tấm đãi, sợ ngày về ông bận lắm chè xôi, của thế gian làm lễ giảng hội e quên mất những lời tôi gửi gắm. Nên tính trước trao tờ cáo thẩm cuộc trần gian là trải một năm qua, cho nên Đức Thầy nó sợ về đi rồi quên, bận lắm chè xôi. Cho nên là chúng sanh thường thường nghĩ đến cái ngày mà đưa ông Táo, như là hôm nay là cái ngày 23 phải nấu một cái nồi chè để cúng cho ông Táo, rồi ông Táo ông mới hưởng cái nồi chè đó đó, ăn chè đó đó, để mà về tâu với trên Thượng Đế, đem chi? Đặng cho nói với Thượng Đế, nói giờ cái chúng sanh ở cõi trần này là cái người cúng cho tôi đó, thì giờ như là nói phước nhiều chứ đừng có nói tội nhiều, đặng cho như là Thượng Đế biết, như là tâu kiểu như là không có thành thật. Đó tất nhiên là mình giống như là con người mình nó quá mê tín, và đồng thời giống như là mình hối lộ vậy. Thưa chư quý vị, rồi đồng đạo mới đặt lên vấn đề, nó tại sao đưa ông Táo mà không rước ông Táo mà lại coi như là rước ông Bà, mà là ý nghĩa làm sao? Sẵn đây kể cho quý vị mình nghe luôn. Bởi vì coi như là đưa ông Táo đó là cái tục lệ của người Tàu đã bày ra như vậy, chứ ông Táo đâu mà đưa. Thật sự ra coi như là việc làm tội phước đó, là trong đó là hội cộng đồng xem xét hẳn hầu, hoặc giả là lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian có cuốn sổ hết chứ đâu không có đâu, cần gì phải ông Táo ông mới trình ha. Như vậy thì bây giờ mỗi việc làm của chúng ta tội phước gì thì trong khi chúng ta đều phải biết hết nhân quả hết. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, mà làm dữ mong muốn phước khó thay, một cùng với một là hai, mà chồng chi hưởng lấy xưa nay không lầm. Không có lầm, không có sai chỗ nào chứ trời, mình đừng có nghĩ chỗ đó mà bị sai lầm. Rồi bây giờ đến cái chỗ là đưa ông Táo, rồi đằng đạo mới hỏi lý do nào coi như là đưa ông Táo mà rước ông Bà. Vậy thì bây giờ trong cái chuyện nó có kể lại như thế này. Hồi xưa đó là trong cái chế độ của Tần Thủy Hoàng cũng là Tàu nữa, cho nên cái người nào mà lên cái tuổi khoảng cỡ 60-61 đó, là cái người này coi như là nó mất có thành phần lao động và không ít nước lợi dân gì chân. Cho nên cái chính sách đó, lúc đó đó là đem mấy cái người này giết hoặc giả là tù đài gì đó, thì trong cái giai đoạn coi như là rất là khắt khe đối với cái người trên tuổi 60. Rồi bây giờ cái người nào mà có ông bà cha mẹ mà trên tuổi 60 rồi đó, vì trong cái chỗ là tình thương hiếu tử, cho nên không có nỡ để cho coi như là cái lực pháp mà nó như vậy, cho nên mới đem giấu. Chỗ nào giấu được thì giấu, có người đem lên trên rừng, có người đem coi như là ẩn cư bất cứ là ở nơi đâu để mà giấu. Mà giấu vậy đó thì bây giờ đến cái ngày 30, tất nhiên là bữa nay 23 đó, 24-25 bắt đầu đến cái ngày 30 đó, thì cái ngày đó đoàn tụ gia phả cháu con dòng họ gì đến coi như là đầy đủ mặt hết, nhưng mà còn thiếu cha mẹ, còn thiếu ông bà. Cho nên bây giờ muốn cho đoàn tụ như vậy đó còn sao, thôi thì bây giờ thôi mày đi rước ông bà về đặng mà ăn Tết chung cái ngày mà sum họp nè, ngày đoàn tụ ai cũng có mặt đủ hết trơn trọi, bây giờ còn thiếu ông bà mình. Cho nên cái tục lễ đó đó, người ta mới lấy cái ngày coi như là 30 đó để mà làm cái lễ rước ông bà. Còn mình hằng ngày đây là ông bà ở tại gia đình của mình, phải không? Rồi nhà của mình, rồi mình cúng hằng ngày đó là lúc nào mình cũng rước, rồi ông bà ở đâu nữa rước, phải không? Đúng không nghĩa? Có đi đâu rồi rước? Đâu có đi đâu đâu mà rước, phải không? Không có đi chỗ nào chứ, mà mình trái lại bắt đầu mình á, nói thôi giờ cái rước ông bà. Rồi sau trong thời gian ta mới lấy lại coi như là giật lại, bây giờ đến cái ngày 30 đó mà nếu như rước ông bà cúng chay sao nhậu. Cho nên thôi giờ giật lại cái bài cái ra ngày 28, thôi giờ ngày 28 mình rước ông bà để đặng mà nhậu mới được.
À, cho nên bây giờ có cái tục lệ bây giờ là rước ông bà ngày 28. Chứ lúc trước đâu có phải vậy. À, đúng không? À, cho nên bà lại cho nên bây giờ đó có một cái tục lệ gọi là ăn ăn lễ lục tuần đó, tất nhiên là cái 60 tuổi bước qua năm 61 đó, ăn lễ lục tuần đó, gọi là ăn mừng. Ăn mừng là thọ coi như là tuổi sống, ăn lục tuần đó, là ăn mừng cái tuổi thọ coi như là sống qua được là 61 năm. Tất nhiên là cái chế độ đó đó, nếu như mà coi như là người nào mà còn sống được đó, là mình ăn mừng. Ăn mừng là ăn mừng theo cái kiểu trong lúc đó là nó như vậy, nó mới có cái danh từ hôm nay là ăn lục tuần. Ăn mừng lục tuần là còn sống được 61 năm. À, vì vậy cho nên bây giờ qua cái tục lệ mà cái con người chúng ta coi như là ăn Tết á, như vậy đó, hoàn toàn coi như là ảnh hưởng mê tín dị đoan nhiều lắm đi nghĩa. Cho nên Đức Thầy ra đời mới chấn chỉnh lại, và trong những ngày Tết là tục lệ của ông bà, tục lệ của tổ tiên, nhưng những điều nào Đức Thầy cho mình làm thì làm, còn cái nào mà Đức Thầy thấy là ảnh hưởng mê tín dị đoan là Đức Thầy không cho. À, cho nên Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta coi như là những cái tục lệ nè, bây giờ là rước ông bà nè, rước được, tại vì ở đây là mình cúng ông bà rồi cầu nguyện này kia đây hen, thì Đức Thầy cho phép, thấy không? Còn cái tục lệ đưa ông táo thì bây giờ là Đức Thầy không có cho, thấy không? Thì rồi bây giờ cái tục lệ đến cái ngày mà dựng niêu thì Đức Thầy nó là che niêu phơ phất không còn thấy. À, cho nên bây giờ là Đức Thầy không có cho coi như là cái tục lệ dựng niêu đối với cái người coi như là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nếu như người nào là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà còn dựng niêu trong cái ngày đó, còn bùa niêu, còn cao, còn trầu để mà dựng niêu trong cái ngày đó, thì ở đây coi như là chưa có phải thuần chất của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà nó ảnh hưởng bị lai. À, bị lai ở đây tôi xin nói thẳng coi như là trong đồng đạo của mình là như vậy. Nhưng đến cái ngày mùng 1, đến cái ngày mà giao thừa coi như là cái ngày 29 mùng 1 hoặc giả là 30 mùng 1, thì bây giờ nếu như cái giờ phút dựng niêu Đức Thầy cho phép mình, đó là mình coi như là cũng đặt bàn để cầu nguyện. Cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Mà hiện tại bây giờ nếu như dịch bệnh thì giờ cầu nguyện cho bá tánh vạn dân và nhân loại được thoát qua cái cơn dịch bệnh và hưởng được cái cảnh an lạc, thì đó coi như là cái điều tốt. Chứ không có nên bày ra cũng giống như hồi xưa dựng lên cây niêu làm một cái cây tre thật cao như vậy đó, rồi làm như là quấn gom đâu đó đàng hoàng, bắt đầu mới treo lên thật cao, chừng nào tốt chừng nấy. Mà coi như là làm như vậy đó là coi như là tranh giành với ma quỷ, chiếm đất giành dân ở trong chuyện coi như là dân gian nó có kể đó. Cho nên cái người nào coi như là cái đất của cái con người của mình với cái con quỷ đó, mà trong khi đó nếu như mà cái bóng coi như là nó ngã tới đâu thì đất của người ở tới đó. Cho nên cái người dân mình coi như là khôn hơn cái loại ma quỷ, mới treo coi như là cái dựng niêu thật cao, chứ cái bóng ngã cao chừng nào đó, ngã dài chừng nào là đất của mình nhiều chừng đấy. À, cái đó là cái sự tính toán của con người mình, như thật sự cái chuyện đó và ảnh hưởng mê tín gì đâu, chúng ta không nên làm cái chuyện đó. Rồi đến cái ngày mùng 3 ra mắt thì chính thức coi như là đối với tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy cho phép mình làm gì? Thì Đức Thầy mới cho phép đến ngày mùng 3 ra mắt có chi cúng nấy, không nên sát sanh gà vịt để cúng tế trời Phật. Thì bây giờ đến ngày mùng 3 nếu như mà mình là cái người tu theo cái tục lệ thì mình cũng đặt cái bàn cầu nguyện vậy thôi. Kỳ dư ra coi như là không nên sát sanh gà vịt, mà tính ra mỗi một nhà con gà, mỗi một nhà con gà vậy là 100 triệu dân của đất nước Việt Nam này, là như vậy coi như là mỗi nhà kể như 2 người 4 người đi, bây giờ 100 triệu dân tính ra coi như là cũng từ 60 triệu nha, cũng từ 60 triệu coi như là nó ra, mà như vậy là 60 triệu cái con gà coi như là bị quan tử coi như là chết trong cái ngày đó, như vậy là biết bao nhiêu là cực khổ không, biết bao nhiêu là cái quan hồn không, phải không? Như vậy là không nên coi như là làm cái chuyện đó. Nên Đức Thầy mới nói là che niêu phơ phất không còn thấy, ra mắt tiêu mòn bữa thứ ba là không còn. Còn hồi xưa đến cái ngày coi như là Tết đó, thì người ta mới treo liễn này kia đồ. Như nãy có đoạn nó đọc đó. Đọc một đoạn coi như là vấn đề mà che không, cái đoạn coi như là liễn, mà liễn cụ già đồ chuyện lẫn năm châu đó. Cho nên là làm như vậy đó, thì trong khi đó là chỉ nêu bổn phận lên coi như là cái ngày Tết cho nó tốt vậy thôi, chứ thật sự ra nó không có mang ý nghĩa. Bây giờ nói qua cái ý nghĩa của ngày tốt, cái ngày Tết của người tu mình phải làm gì? 3 ngày xuân ít kẻ công phu,
đúng không? Ông ba ông nói bây giờ nếu như người ta ăn Tết, người ta đi chơi bời, coi như là người ta có đủ cách hết. Còn đối với cái người tu của mình, nếu như ai mà thật sự là cái người tu đó, thì bây giờ đó là siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên. Người ta vui sai cỡ nào đi chăng nữa, bây giờ Tết ai mà trụ lại đó hen, mà ngồi lại đó hen, mà được niệm Phật hay là cúng lại trong 3 ngày Tết hen, là cái người này là cái công đức cao lắm rồi, nó thiệt luôn á. Tại vì mấy cái ngày đó là mấy cái ngày người ta ăn chơi, mấy cái ngày đó là cái ngày vui sai, không có ai coi như là có thể dừng lại được trong mấy ngày đó. Mà mình dừng lại được trong mấy cái ngày đó đó để mà mình tu tập đó, để mà mình hành đạo đó, thì coi như là cái phước đức lớn lắm á, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên ông bà nói cái câu nói đó là mấy ngày xuân ít kẻ công phu, ít có lắm lo đi chơi giết rồi quên mất cả trơn trời, đâu còn công phu hành đạo là cái gì đó. Vì vậy cho nên nó nếu như mà thật sự ra chúng ta biết được trong cái đoạn giảng Đức Thầy nói là ngày Tết đến rồi các bạn ơi, tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc cảnh thơ. Này hỡi chúa xuân ta ráng chờ, khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ, pháo tan sát pháo rền gian nhĩ, khói bốc đường mây án mịt mờ. Thời giờ kinh hải sẽ đi qua, thế giới trì xong cuộc thái hòa, chừng ấy chúa xuân thêm tráng lệ, mà quy hoàng tục cổ của ông cha. Rồi Đức Thầy mới nói qua cái đoạn này coi như là chúng ta mới thấy coi như là chính xác. Đó là thiên hạ đua nhau rằng mới mới. Lòng ta nào thấy mới chi đâu. Có nghĩa là ai cũng nói ngày mới, ngày mới, ngày mới, năm mới, nhật tân, hữu nhật tân, ngày mới, năm mới, cái gì cũng mới hết. Nhưng mà đối với cái ngày mới là mình thấy mới. Chứ thật sự ra ngày nào cũng ngày hết, chứ không có cái gì ngày nào là mới. Hay cái ngày nào là cái ngày cũ. Đó là do nơi cái tâm niệm của mình, quan niệm của mình nghĩ có năm mới và có ngày mới, thật sự vậy thôi. Chứ không có cái như là cái ngày nào là ngày mới, mà cũng không có cái ngày nào mà gọi là cái ngày cũ. Thấy không? Như vậy thì bây giờ nếu như cái người tu của chúng ta là biết được cái quan điểm như trên, thì chúng ta coi như là nên để mà hạ thủ công phu, để mà hành đạo và lo bổn phận của mình trong cái ngày Tết phải như thế nào cho nó đúng với cái giáo lý chân truyền của Đức Thầy, thì cái đó coi như là mới đúng là sự thật đó. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi là trong cái ý nó năm nay, tất nhiên là cái năm Tân Sửu, bước qua cái năm Nhâm Dần, rồi bây giờ cái năm Dần đó, thì thường thường có anh em coi như là người ta cũng có bàn rất nhiều là trong cái sắp tới đó hen, là có những cái chuyện này cái chuyện kia coi như là xảy ra sao sao đó. Nhưng mà thật sự tôi nói chưa đồng đạo của mình đó, đây là mình bàn theo cái quan niệm của mình, nghe đồng đạo nghĩa và đồng đạo bảo. Chứ thật sự trong giáo lý của Đức Thầy thì Đức Thầy vốn dĩ cho mình biết đó là máy âm dương mỗi phút là mỗi thai, chứ không nói qua tháng năm như thế nào chứ. Biết đâu coi như là hôm nay như vậy, còn ngày mai coi như là nó khác rồi. Còn ngày mai nó khác rồi, chứ đâu có phải coi như là cái bước qua năm mới đâu. Rồi những cái chuyện mà biến chuyển á, là của Đức Thầy nói cho mình biết á, là khi nó đến rồi nó thình lình hết. Thình lình không, chứ không có phải là những cái gì mình đón mà nó ra đâu. Thật sự không có ra. Đón cũng không bao giờ biết trước được. Bây giờ Đức Thầy nói đây nè, tai trời nạn nước thình lình, không có ai biết được đâu. Thấy không? Tai trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Thì ở đây coi như là thình lình không, mình đâu biết được. Rồi á, là ông Thanh Sĩ, ông lại nói nó là chỉ trong một khắc thôi, địa cầu rung rinh, ầm ầm sấm nổ liên thanh đá bay cát chạy cũng thình lình không hay. Ở đây là thình lình không, rồi làm sao mình biết trước được mà dự đoán. Dự đoán tháng 3, tháng 4, tháng 5 gì đó ha, thì hoàn toàn ở đây coi như là không bao giờ. Thật sự ở đây tôi nói là không bao giờ, không bao giờ đúng, không bao giờ coi như là chính xác được. Là tại sao? Tại vì bây giờ cái chuyện nó đến nó cũng tùy thuộc vào tâm địa của con người của mình, thiện và ác. Mà nếu như mà cái tâm con người được thiện thì bây giờ nó có thể kéo giãn ra, có phước kéo giãn ra. Rồi có khi con người mình nó ác, nó có thể là kéo khúc ngắn trở lại, nó không chừng nó trước thời gian. Như vậy thì Đức Thầy mới nói là ta không thể đem phép quỷ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Nếu như con người mình tàn bạo nó là gây nên nhiều chừng nào đó hen, là cái cục diện nó sẽ rút ngắn lại. Nó rút ngắn lại coi như là càng ngắn càng ngắn. Còn nếu như con người mình biết tu thân tích thiện, làm nhân làm phước, thì có thể là cái giãn ra trong thời gian nó dài hơn. Thì cái chuyện đó coi như là vấn đề thiên cơ, không có ai mà
biết được đâu. À, thì bây giờ ở đây á, là mình chỉ á, là theo qua giáo lý Đức Thầy, thì hôm nay coi như là cái sự được bình yên được như vậy đó, thì giờ mình gắng lo tu tập, gắng lo hành đạo. Thì Đức Thầy đã nói trước rồi thì đương nhiên là chúng ta phải tin tưởng vào lời Đức Thầy là ông Phật. Nói phải có, không bao giờ là không có, mà nói đã có nhưng mà cái có đó không biết đến trong giờ nào, trong phút nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải chuẩn bị, dầu không có cuộc biến thiên cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi, huống chi gặp lúc tận đời thì tu cần phải trau dồi nhiều hơn, không tu gì muốn hết đầu thai đạo gì của kẻ mê sai mà chuyện, không vậy thì bây giờ nếu như chúng ta coi như là biết được cái tương lai của vấn đề, cái cục diện của thiên cơ, thì bây giờ đó là nếu như chúng ta biết được rồi thì bây giờ phải làm sao. Cái thứ nhất, nếu như thiên cơ cũng phải tin làm sao cho nó đúng, tin làm sao cho có lý, mặc dù là những việc thiên cơ nhưng cũng phải tin cho hữu lý, chứ còn không hữu lý không tin, thấy không? Mà khi đã tin tưởng thiên cơ rồi thì Đức Thầy cho mình biết đó là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Thì bây giờ nếu mà chúng sanh đã biết khổ não như vậy rồi thì bây giờ mình phải ráng lo tu, thấy không? Đức Thầy cho mình biết đó, đó là nếu như mà thấy thiên cơ mà không chịu mà tu rồi đấy hen, là thấy thiên cơ mà không chịu hành đạo, không chịu lo tu tập, thì thấy thiên cơ nó rành như cái đồ để trong túi của mình, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không được ích lợi gì đâu. Nói thiên cơ mà lòng không hối quá, rốt cuộc rồi như cá mất câu. Hội Phật tiên chẳng phải dễ đâu, muốn gặp phải mà công phu dài dặn mới được, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Vì vậy cho nên cái người tu chúng ta đó là mình phải chuẩn bị trước, ráng lo tu trước khi nước cuốn, ráng làm lành lúc chẳng tai ương, đừng đợi khi gặp cảnh thê lương mới hối ngộ, không khuyên nào kịp, thấy không? Gặp đến cái cảnh đó rồi bây giờ mình mới hối ngộ rồi làm sao coi như là mình tu cho kịp vậy? À, vì vậy cho nên bây giờ năm nay mà chúng ta còn được ăn Tết, mà còn được là yên ổn được như vậy đó, là cũng nhờ ơn trời ban bố đức ân cho cái con người mình coi như là được hưởng được cái cảnh được an lạc như vậy. Nhưng mà một ngày nào chúng ta còn sống trong thế gian được an lạc, đắc nhất nhật, quá nhất nhật, đắc nhất thời, quá nhất thời, được một ngày nên một ngày, được một giờ nên một giờ, được một năm nên một năm, khẩn hành mạng hành tiền trình, đi chậm đi mau đều do nơi cái số mạng là đặt yên, gọi là nhất ẩm nhất trát gia do tiền định, nghĩa là cái nào cũng do nơi có như là thiên định đã đặt sẵn hết rồi. Mình cái chuyện đó là mình có lo, mà bây giờ cái chuyện đó là mình chỉ lo, là lo gì bây giờ là không có gì khác hơn là mình lo tu thôi. Thưa chị quý vị, mình chỉ có lo tu, tất nhiên là bổn phận của mình coi như là giờ lo cúng lại nè, lo ăn chay nè, lo niệm Phật nè, lo làm lành nè, lo làm phước nè, tất cả những cái chuyện đó là Đức Thầy bảo cho mình phải chuẩn bị trước. Há kêu bớ kẻ giàu sang gắn lo làm phước làm doan cho rồi, chứ mới là đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt dùm cho. Thì nếu như mình muốn được sau này Đức Thầy cứu, thì bây giờ mình trong cái ngày Tết, trong cái ngày xuân, thì luôn luôn lúc nào cũng như là chúng ta cũng tưởng nhớ và cầu nguyện, và nghĩ rằng coi như là một ngày nào mà chúng ta còn sống trong thế gian này là luôn luôn coi như là được cái trực hờ của vấn đề mà tử thần hay vô thường, luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập bên mình, không có lúc nào yên ổn trên trời. Cho nên mình sống được một ngày nào đó thì bây giờ mình gắng lo tu nhân tích thiện để mình lập công vào đức, gọi là công ráng bòn, đức lành ráng mót, tâm rèn luôn, hạnh chuốc cho luôn, tâm đức và công hạnh là nguồn, lấy đó nối liền luôn với Phật. Cho nên mình giờ ráng bòn ráng mót công đức được một ngày nên một ngày, chứ có nhiều khi đó mình nói cơ nó dài dài tới vậy đó ha. Rồi có nhiều đồng đạo của mình trông cho đời tới, cái có nhiều khi á, kỳ đó tôi coi như là có dự trong cái cuộc đám của ông đó, ông ăn cây ni thắt cà vạt đâu đó đàng hoàng ngon lành, ông ngồi nghe pháp mà tới chuyện nghe rồi cái đồng đạo với những đàn tôi miễn nó tên đi, nói coi như là qua cái cơn bão số năm rồi, vừa nói mà vừa mừng. Cái ông đồng đạo này là bác ổng mới nói chú biết cái ông đó không? Nói tôi biết. Ông nói cái chú đó đó hay chú tu đó hay, mà thật sự ra nó chú thua mấy cái người ta không tu, thua mấy cái người đời người ta. Tôi hỏi sao mà ông nói nó mà thâm tệ gì á, chàng ơi, người đời người ta, cái người mà ta không tu, người ta làm việc mà ta nghe cơn bão số năm đó mà ta còn phải là tập trung tiền bạc của cải tài sản để ra ngoài người ta giúp đỡ người ta,
người ta khổ mà mình cũng phải khổ gì người ta chứ, có đâu mà nghe nói vậy bắt đầu mình mừng là mừng sao. Nghe ông nói vậy bắt đầu tôi làm thinh luôn, thằng Đạt không có dám nói gì chân trời. Như vậy thì Đức Thầy nói là nhìn dân châu lỵ ủ ê, nhìn dân mà khổ rồi Đức Thầy coi như là buồn thảm rồi muốn khóc luôn chứ không phải là vừa. Biết sao chút hết cánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bất đợi chờ trong. Như vậy thì bây giờ nếu như cái thời cuộc cục diện mà nó kéo dài dãng dài ra nhiều chừng nào thì mình mừng chừng đấy, mừng như chi, tất nhiên là rằng mình được một ngày à, tại tại giờ cái việc phước này bây giờ tôi mong muốn mà tôi làm chưa được, tôi muốn bố thí đó mà tôi chưa làm xong, tôi muốn giúp ai cất cái nhà gì đó mà nó chưa có làm rồi, thôi giờ còn như là được 1 tháng nữa tôi cũng làm được 1 tháng, còn được 1 năm nữa tôi làm được 1 năm. Cho nên kỳ đó tôi đọc lên một cái đoạn này mà tôi suy nghĩ cho đến coi như là 1 tháng sau đó tôi mới hiểu ra được. Tôi đọc một cái đoạn văn ở trong kinh nói gì, ở nơi cảnh giới địa ngục lót đầy những người có tư tưởng tốt. Tôi nói tèn tới cơ tôi suy nghĩ, ủa sao cái cảnh giới địa ngục mà lót đầy những người có tư tưởng tốt. Tới chừng sau 1 tháng suy đi nghĩ lại tôi mới hiểu ra được ý này. Là ở nơi cảnh giới địa ngục lót đầy những người có tư tưởng tốt mà không có việc làm tốt. Mình mới có tư tưởng không à. Mới có tư tưởng coi như là phát tư tưởng lên tốt, cái bỗng nhiên vô thượng tới chưa. Chết rồi bây giờ mình đâu có làm được cái gì đâu, mới có tư tưởng tốt thôi mà chưa có làm được cái gì chân trời rồi chết, giống như vấn đề mà đời tới mà, thấy không? Thì bây giờ nếu như mà đời coi như là nếu kéo dài chừng nào thì mình coi như là làm mình việc tu được nhiều, tu được nhiều, tạo được nhiều công đức. Mà ông Thành Sĩ ông nói nếu không chứa đức sâu dài đó, khó qua đại nạn trong ngày biến thiên, thấy không? Khó qua lắm. Cho nên bây giờ tài tiêu còn đức thì toàn đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ, nẻo tuần vong cần nghĩ suy gần, phải mau cải giữ về lành dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bờm trương thuận gió, giữ như là cháu nhỏ chống xe. Tu hành việc cả đáng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mặt người xưng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tài thường trước đức xa hơn là nhiều. Mà tài không đức chỉ chiêu khổ quả, mà đức không tài chỉ gá tai ương. Mà tài thêm có đức đồng tương, khác nào rồng được mây dương lấy mình, thấy không? Thì ở đây coi như là mình phải cố gắng làm sao để mình tích đức. Mà Đức Thầy nói là tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đại xem gực gỡ quan cầu đến đó ấm cùng nó. Đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi cũng đề nghị cùng với đồng đạo của mình đó. Thì giờ vấn đề mà thiên cơ thì thật sự ra đồng đạo của mình đó thì ai cũng học, ai cũng hiểu, ai cũng biết. Nhưng Đức Thầy cho mình biết đó, phân chỉ rành gần xa để dạ, đúng không? Phân chỉ gần gần xa để dạ, chớ đảo điên là phải đọa phải xa. Nghĩ suy cho thấu mới là, hoặc giả là trong một giáp ân cần suy tính, là mình phải suy tính, phải nghĩ kỹ đi. Nhưng mà cái nghĩ kỹ là Đức Thầy mới cho mình biết đó, là chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Là bảo mình coi như là phải hiểu hết vấn đề thiên cơ, hiểu hết vấn đề đạo lý để cho mình hiểu hết coi như là để làm, để mà mình tìm hiểu, để mà gắn vào tu, không gắn vào tu. Biết thiên cơ thì bây giờ nó giống như là trời chuyển mưa như vậy đó. Thì bây giờ trời chuyển mưa thì mình thấy chuyển mưa rồi chắc chắn thì bây giờ mưa. Là chắc chắn là phải có mưa, trời chuyển thì ắt có mưa, mà lượt về trải trí mình được thưa gỡ đầu. Nhưng mà bây giờ thấy được trời chuyển mưa là bảo mình hối thúc mình phải đi cho nhanh để mắc mưa, chỉ vậy thôi. Bây giờ thiên cơ Đức Thầy ra đời để nói đó, để coi như là cho tất cả các chúng sanh biết được cái cuộc đời là như vậy chỉ đó. Ráng lo tu mau chứ không có gì chân. Tại vì dạy đạo lý mà người ta không nghe, nghe rồi thì cũng hủi rồi. Là kệ khuyên trần như nước đổ lá môn, có nghĩa là không thấm thiết chứ. Cho nên Đức Thầy nói thôi giờ nếu mà không nghe như vậy đó thì bây giờ phải nói cơ chứ sao giờ, phải không? Đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiểu cùng điên mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, chuyện cho kẻ xa gần hồ gỗ biết ăn năn không. Cải quá làm lành còn kẻ chẳng tính tâm, sao định tội cũng chẳng trách Phật tiên sẽ không chỉ bảo à. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói thiên cơ để chi? Tất nhiên là để cảnh thức người đời là cục diện coi như là gần sắp tới một bên rồi, ráng lo tu, ráng lo hành đạo, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân họ này, hay là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, đúng không? Rồi Đức Thầy lại nói là mê mang danh lợi cõi hồng trần có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ chày là e chẳng kịp khuyên ai khi sớm, ráng chuyên cần. Ráng mà chuyên cần coi như là ráng mà lo tu, để mà ráng lo hành đạo.
Chứ bây giờ nếu mà thấy coi như là trời chuyển mưa mà không chịu lập nhà, không chịu coi như là chuẩn bị cho mình, mà cứ nhóng nhóng không biết coi như là trời có mưa hay không nữa. Nhưng vậy cuối cùng ông trời ông mưa rồi, bây giờ nhà đâu ở, phải không? Cho nên có nhiều người coi như là nói thiên cơ giòn như pháo luôn vậy đó. Nhưng mà hỏi với ông có ăn chay không ạ? Không có ăn chay ngày nào cũng chay. Hỏi ông có tu được như không? Ông không có tu nhưng mà tôi khoái thiên cơ. Tôi nói bây giờ đặt ví dụ như bây giờ đó, bây giờ ví dụ như bây giờ người ta làm ruộng, người ta trông cho cái như là mùa lúa tới đang ta gặt lúa. Còn ông bây giờ là không có làm ruộng mà ông trông cái mùa lúa tới làm gì? Ông nói trông cái mót lúa cũng được. Cái chỗ này không được, phải không? Mình làm ruộng mình mới trông, ví dụ như bây giờ mình tu hành lâu năm quá cực khổ vậy đó, dài dạng vậy đó, thôi giờ nếu có đời tới mình cũng được hưởng. Nhiều người người ta cũng trông, nghe không? Trông là đời sẽ không tới phước cho rồi, để nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngảnh, người ta trông vậy. Còn nhà ông coi như là không có tu hành gì chân chỗ mà cũng trông, trông vậy đó. Như vậy thì điều đang cấm 8 câu bạc vàng, chay 4 ngày thì mỗi tháng không ngơ. 4 ngày chay thôi mà cũng không có gì hết. Ngày hai thời cúng lại sẹt lơ, mà nói chuyện thiên cơ quyền bí. Ngày hai thời cúng lại sẹt lơ, không có cúng lại gì chứ mà nói chuyện thiên cơ quyền bí. Mà nói rằng tu mấy năm trì trí thấy dương trần dối mị hoài hoài. Có mấy điều tu ở bề ngoài mà bá tánh không mài không miệt, tuy vắng mặt nghe, cho muôn điều rõ biết, đừng giả tâm xảo nguyệt Phật trần. Đúng không? Vì vậy cho nên đây là cái bài thơ rồi Đức Thầy đã gửi về đó là để cảnh tỉnh cho những cái thành phần mà tu mà không có chịu lo mà lo thiên cơ thôi. Vậy thì bây giờ cái chủ đề tất nhiên là cái ngày Tết, thì Đức Thầy cũng mong ước và mong ước là chúc xuân cho tất cả coi như là nhân loại, tất cả các chúng sanh hưởng được một cái mùa xuân an lạc, một mùa xuân hạnh phúc và một mùa xuân đạo lý, cũng như Đức Thầy chúc cho thầy đạo giàu. Chúc thầy trong năm mới đạo tâm càng phấn khởi, mở rộng cửa từ bi giúp người đang mong đợi được tu hành. Thầy nên giảng việc lành cho người mê giác ngộ là phổ thế chúng sanh. Đó là Đức Thầy chúc như là cho ông thầy đạo giàu, cũng như Đức Thầy chúc cho ông Trần Văn Tâm là chàng pháo vang dày đến rước xuân. Chúc ông năm mới chữ vui mừng, trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhận cư đến chẳng ngưng, tộc họ cùng chung dình nghiệp cũ, gia đình sum họp giữ thường lưng. Thì Đức Thầy cũng là chúc xuân cho tất cả coi như là tín đồ, tất cả coi như là nhân loại và chúng sanh được hưởng được cái mùa xuân an lạc và hạnh phúc, và được cái trong cái đạo lý chứ không phải là trong cái mùa xuân, mà mang lại cho cái con người coi như là cờ bạc đá gà hay là uống rượu nhậu nhẹt này kia đồ đó hen, thì cái này là Đức Thầy buồn lắm, phải không? Buồn lắm cái đồng đạo của mình đó. Vậy thì qua cái câu đầu là tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thì hồi nãy chúng tôi có trình bày cùng với quý vị đấy, thì Đức Thầy cũng mong ước làm sao cho tất cả nhân loại chúng sanh đã hưởng coi như là cái cảnh đời này nó quá ư khổ rồi, coi như là thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai, bây giờ ai cũng coi như là mong ước coi như được một cái cảnh an lạc sung sướng ở trong tương lai hết, là thượng quân hồi phục đó, là ngày an cư đó, là cái ngày an cư, là cái ngày lạc nghĩa là con người nó không còn khổ. Còn trong cảnh khổ này, Đức Thầy nói là trong buổi khổ là mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ. Như vậy thì trong cảnh này là cái cảnh khổ, và con người mình sống trong cõi ta bà này là cảnh khổ, không có lúc nào coi như là con người mình sung sướng hết. Vậy thì Đức Thầy mơ ước và mong là cho con người của chúng ta ở nơi tương lai, ở nơi coi như là sau này, đó là ước mong cho đời gặp lúc khải ca trong bốn biển thái bình mới tội, và Phật tiên thánh lận nhân hà hải những ước ao thế giới và bình. Hay hoặc giả là cái mơ ước của Đức Thầy là ước mơ thượng cổ hộ quy đó, thế trần no ấm phú thi an nhàn, quân thần phụ tử dinh gian hết lo cay đắng, khùng an khỏi khùng đó. Đó tất nhiên là cái ngày xuân ở tương lai, là cái ngày xuân đó cũng gọi là xuân Di Lặc, ngày xuân đó tất nhiên là xuân của Nghiêu Thấn, ngày xuân đó tất nhiên là ngày xuân của thượng cổ, ngày xuân đó tất nhiên là cái ngày xuân mà coi như là Đức Thầy mong ước cho mọi người hưởng được một cái cảnh thái bình an lạc, mà cái cảnh đó không còn chiến tranh, không còn giặc giả, không còn hân thua, và không còn coi như là con sát người sát giết với nhau, ngủ không đóng cửa, nhà không đóng cửa, mà cũng không có lo lắng gì hơn trời, phải không? Của đời không kẻ lợn, nhà ngủ khỏi than gài, là cái cảnh thái bình coi như là an lạc, đó là cái ngày xuân đó mới đúng với cái câu giảng của Đức Thầy là ước ao xuân mới bằng xuân cũ. Thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơ là con người ai cũng thanh bạch tâm hồn hết,
không có ai coi như là để mà tính toán gì của ai. Tòa án không còn lập ra chi, khỏi phải cần canh giữ làm gì, đó là thanh bạch tâm hồn. Khỏi phải cần canh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lấy phá. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người, ai cũng đều ăn nói tốt tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố không còn thang, không còn nghe thấy kẻ gian manh, ở chỗ nào cũng được ăn lành đạo đức dẫn nhân sanh. Đến đó sự sống ấy nếu chưa được có thì đời chưa tiến bộ chút nào. Vậy thì mơ ước làm sao được cái thời kỳ mà như vậy, mới gọi là ước ao xương mới bằng xương cũ. Thanh bạch tâm hồn, đó là con người mình được là tâm hồn thanh bạch đó. Là cuộc thảnh thơi, tất nhiên là sau này là hưởng được cái cảnh thảnh thơi đó. Mà cuộc thảnh thơi đó thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết là nghe điên dạy là sau này thơi thảnh. Nghe lời Đức Thầy dạy thì sau này là hưởng được cái cảnh thơi đó. Hay là tu hành là ắt được thảnh thơi. Ngài cha thảo chúa là Phật trời cứu cho, đó là cái cảnh thảnh thơi trong tương lai. Vậy thì không phải là cái đề tài nghi vấn, mà ở đây chúng tôi cũng khái lược chỉ 4 câu đó thôi. Còn nguyên bài đó thì dán chắc tới sáng luôn đó. 4 câu đó là tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. Thì đó tất nhiên chúng tôi chia ra 2 phần. Một là xuân mới bằng xuân cũ, là xuân hôm nay bằng cái xuân thời kỳ của Thượng Quân, của Như Thính. Hai là năm nay ăn Tết như vậy không bằng năm rồi, mà năm rồi ăn Tết như vậy thì bây giờ mình hôm nay mình ăn Tết ước sao bằng được năm rồi. Rồi bây giờ năm nay ăn Tết bước qua sang năm, trong sang năm cũng lấy câu này đem ra nữa, sao bằng được năm nay, vậy là quý rồi. Yeah. Không? Như vậy thì càng ngày nó càng xuống, càng ngày nó càng xuống, con người nó càng ngày nó càng khổ, mà đời càng ngày nó càng cạn. Và đến cái lúc coi như là đến lúc con người mình coi như là không còn đạo lý lưng thường nữa, là đến giai đoạn tiêu diệt. Cho nên tiêu diệt đây không phải là tiêu diệt hết là người, mà tiêu diệt cái thành phần người hung, tiêu diệt cái thành phần xấu thôi. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt là tiêu diệt như vậy, chứ không phải là tiêu diệt hết là người ai sống đây. Để mà thanh lọc lại cái con người được coi như là tốt đẹp thôi. Thôi thì trong bữa nay chúng tôi cũng chỉ trao đổi gọn gọn vậy ha, cho đồng đạo Nghĩa, đồng đạo Bảo, yeah, quý vị mình ha. Sau này nếu có điều kiện chúng tôi xin tình tiết thêm coi như là trong những cái ngày Tết và những cái tập tục dị đoan mê tín, và cái nào là chánh tín và cái nào phải làm và cái nào là không làm, nó cũng còn nhiều cái tiết mục mà chúng tôi cần để trình bày cùng với quý vị. Nhưng mà thời gian là có hạn, nhất thốn quan hâm nhất thốn kim, một thời gian trôi qua thời gian vàng bạc, nhưng mà nó rất quý như vậy rồi thì thôi, này chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây và bước qua cái thềm năm mới. Năm nay là năm Tân Sửu, bước qua năm Nhâm Dần. Xin kính chúc cho tất cả chư đồng đạo của mình ở nơi đây, trong cái phạm vi nhỏ, trong cái phạm vi khiêm tốn, và cũng xin kính chúc cho cộng đồng cũng như là khắp cả các nơi hưởng được một mùa xuân an lạc, hưởng một mùa xuân được hạnh phúc, cũng như là Đức Thầy đã kính chúc toàn thể chư quý vị đó. Thì nếu như mà được như vậy thì mọi người người, nhà nhà, gia gia, hộ hộ đồng tu thiện, hà sầu thiên hạ bất thấy bình, nhà nhà đều được tu thiện hết, thì lo gì là trong thiên hạ không được thái bình. Mà đã được thái bình an lạc được như vậy, đó là mới đúng là cái mơ ước của Đức Thầy. Mà mơ ước của Đức Thầy đó là Đức Thầy mơ ước làm sao, đó là mong cho đời gặp lúc khải ca trong bốn biển, thái bình mới tội. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kính chúc toàn quý vị được an lạc, hưởng được mùa xuân, cũng như là được hạnh phúc, và nhất là cái tinh thần phải được phát triển thanh cao trên con đường đạo hạnh của mình, và tiến bộ trên con đường tu của mình, để sau này Đức Tôn Siêu Vòi Cót Ngọc, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên, mà chúng ta được diện kiến Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tân Dân Thánh Đức. Hãy xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú Tư, thì lúc nãy Thiện Bảo cũng có nghe chú Tư nói tới cái bữa ra mắt, tức là mùng 3, thì trong đó nó cũng có cái chỗ mà sát và giết. Đúng rồi. Xác chiết ở đây là con cũng xin hỏi chú Tư, là trong kinh Phật có nói là cái từ xác á, là định nghĩa của từ xác là phải là đoạn đi cái chủng tử Phật tánh không thưa chú? Đúng rồi. Dạ. Tức là xác là hôm nay nhờ chú kiểm chứng giùm, tức là xác là đoạn đi chủng tử của Phật tánh, có nghĩa là xác giao thì đền một mạng, mà xác vô tình thì đền vô tình. Đúng. Xác cố ý là đền cố ý phải không thưa chú? Dạ đúng rồi. Dạ, thì hôm nay có cái dịp này là cũng gặp chú, cũng con cũng xin hỏi là cái nghi của mình có nó có chính xác không. Yeah. Rồi cũng nhờ chú kiểm chứng giùm để cho đồng đạo mọi nơi cũng hiểu được cái từ xác là đoạn đi chủng tử, đoạn của đi Phật tánh. Dạ. Yeah.
Bởi vì trong kinh nó có bảo là tất cả các bốn loài của chúng sanh là nõn, thai, thấp quá, chứ không phải riêng con người mình là nhân loại. Nhưng mà trong đó nó có nõn, nõn sanh, thấp sanh, thai sanh, quá sanh. Nhưng mà nõn, thai, thấp quá, phi tẩu tùng ngư là bò bay mấy cửa gọi là phi tẩu tùng ngư. Gia vị lai là ở nơi tương lai. Gia vị lai chư Phật có nghĩa là tất cả các loại đó bò bay mấy cửa đều tương lai là Phật. Chúng tử của Phật. Gia vị lai chư Phật chi lưu hoặc quá khứ đa sanh phụ mẫu hoặc là nhiều kiếp nhiều đời là cha mẹ của mình chuyển sanh trở lại. Nếu mà mình sát giết như vậy đó thì là mình nó là đoạn cái chủng tử của Phật. Mà mình coi như là đoạn coi như là cái nhân luân coi như là đối với ông bà cha mẹ của mình đầu sanh trở lại. Tiến hóa. Sự tiến hóa coi như của ông bà của mình đầu sanh trở lại mà mình không biết mà mình giết như vậy thì trong khi đó là mình mang một cái tội rất là nặng. Cho nên gọi là sát một dao đền một dao, sát một mạng đền một mạng. Tâm sát hại không trừ thì trần lao khó mà thoát ra được. Cho nên trong kinh nói là nhân tử di dương mà dương tử di nhân. Đệ tương thôn đạm khởi khả đào tai. Người chết làm dê, dê chết làm người. Lưng khuyên với nhau mà ăn thịt mãi mãi như vậy thì không bao giờ thoát ra được. Cho nên đoạn đi cái chủng tử của Phật là đúng. Cảm ơn chú. Vậy là có nghĩa là tức là mình và loài động vật là có sự bình đẳng như nhau. Đúng rồi. Dạ, vậy chú cũng xác nhận với con thêm một ý nữa ha chú ha. Tức là Phật. Mình và động vật là cũng là bình đẳng. Bình đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn chú Tư đã cho cháu biết thêm cái nghĩa cho nó rộng thêm tí xíu để sau này cái gì cũng phải có cái sự tôn trọng và đạo lực của nó rồi mình cũng có cái sự bình đẳng. Dạ thưa cảm ơn chú Tư. Dạ.